Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong bản tin hôm nay, sau những thông tin cập nhật về chuyển đổi số là phóng sự phát triển công dân số cho chuyển đổi số, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhiều điểm nghẽn trong công tác cải cách hành chính tiếp tục được tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại các bộ ngành, địa phương. Đây là khẳng định của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Nửa đầu năm nay, những điểm nghẽn trong cải cách hành chính tiếp tục được tháo gỡ, đảm bảo phương châm kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Nhiều chỉ